Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh NDA. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về chương trình Adobe của dự án AppPoly. Dự án Adobe ngày hôm nay thì sẽ xây dựng trên nền tảng App Store. Và chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào dự án với bước đầu tiên là các bạn sẽ join vào kênh Discord của dự án AppPoly. Các bạn chọn Company, Tick, Submit. Trong phần đây chúng ta ấn Very, nút Start Very. Đến hỏi độ một quả cam thì mình sẽ chọn hình ảnh một quả cam. Rồi, sau khi vary xong thì chúng ta kéo xuống phía dưới có phần submit wallet. Với phần này thì các bạn có thể dùng một ví, đó là ví Pontem. Chúng ta paste phần địa chỉ ví vào. Đây sẽ là địa chỉ ví các bạn dùng trong chương trình Adobe hôm nay nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang link tiếp theo. Dự án này hoàn toàn không dev luôn. Chúng ta sẽ mở cái Twitter, mở Discord, mở Telegram để chúng ta join. Giờ chúng ta join trước tiên đối với kênh Telegram cho mình. Ở đây thì anh em để ý thấy này. Nó có cả một cái string Adobe và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là bây giờ tạo một cái AppPoly Adobe Reward. Chúng ta follow này, retweet tag 3 người này. Rồi tạo cuộc thi cái thứ đấy, ok bây giờ làm luôn. Mình sẽ hướng dẫn anh em đầy đủ hết các bước. Ta tham gia cả hai chuyện lỗ, bây giờ chúng ta sẽ kết nối ví. Ở đây thì không có hỗ trợ ví Pontem nên chúng ta có thể dùng ví Mattai hoặc là ví Pecha Golit. Ở đây mình dùng ví Pecha, anh em dùng Mattai cũng được. Martin, sorry anh em. Thực ra thì đây là ví ví này cũng là ví Pontem thôi, nhưng mà mình add nó vào ví Pecha. Flask, anh em chờ tí mình reload. Ta sẽ tiến hành collect này. Ok. Đến kết nối ví không kết nối được thì các bạn chờ tí nhá. Có vẻ như ở thời điểm hiện tại các bạn không thể kết nối ví với nền tảng đâu. Mình đã thử rất nhiều nhưng không được nhá. Nó chỉ có cái chữ connect để đó thôi. Chúng ta sẽ tiến hành làm nhiệm vụ ở đây. Có những cái nhiệm vụ đây các bạn nhìn này. Thứ nhất, đi qua nền tảng tôi và truy cập tất cả các tính năng hiển thị, thả các bài đánh giá đề xuất và cập nhật. Có thể rồi một tôi thực hiện để xem xét chúng. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và tweet lại bài đăng đã ghim. Bài follow Twitter này. Liên kết tweet lại ở Twitter. Chúng ta sẽ copy phần username của dự án này. Này chọn close tweet nhé. Rồi ok. Một cái này. Tham gia kênh Telegram chúng tôi. Tham gia Discord của chúng tôi. Gửi địa chỉ của bạn trên wallet submit. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt phần dịch đi. Chúng ta tiếp tục. Cho ý kiến và rate những đề xuất thay đổi hoặc cho chúng tôi đánh giá. Đây chúng ta sẽ viết một số cái phần đánh giá vào đây cũng được. Ok. Bây giờ là đến phần Twitter, tweet link, chúng ta sẽ lần lượt gửi tất cả những cái thông tin này lên. Phần Discord thì chúng ta chắc cũng không cần phải gửi gì thêm. Chúng ta sẽ trước tiên là các bạn sẽ ấn vào phần tweet Redmi, chọn phần thời gian bài đăng. Copy, chuyển ra đây các bạn sẽ paste cái Twitter, tweet link vào đây này. Discord ID thì dĩ nhiên là sẽ là username của Discord rồi.
Rồi Telegram ID. Telegram ID thì các bạn sẽ điền username của kênh Telegram. Địa chỉ ví chúng ta cứ khai báo cái ví mà các bạn sẽ sử dụng ở trong cái dự án này. Thực ra thì các anh em dùng ví nào cũng được, nó không quan trọng đâu, bởi vì là cái này nó khai báo ví riêng chứ không cần phải kết nối với cái này nền tảng web. Ok, thông tin chúng ta được add thành công, chọn ok là xong. Rồi. Đây có phần dropboard, mình sẽ cố gắng kết nối với nền tảng của nó xem nào. Không được, đã thử rất nhiều lần đúng không ạ, không thể kết nối được. Anh em thấy là bây giờ nó chưa có hỗ trợ đầy đủ, ta ấn thì nó không ra nhé, nên là các bạn đừng đừng thắc mắc giờ về vấn đề là tại sao em mà nó không ra hay làm sao cả. Vì thế nên là cả airdrop này này, cả airdrop mà chúng ta tạo proly này cũng chưa làm được đâu anh em ạ. Thế thì người ta có thể nuôi cái airdrop này, người ta nuôi lại làm sau. Bây giờ các bạn cứ làm cái phần request này trước cho mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn về dự án app Polio ở trên nền tảng vì App Store. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tiếp theo.